Còn khóc nữa hả? Ba phạt con quỳ ở đây cho tới 12 giờ, cho con chịu cái tội không cố gắng học hành. Nếu qua học kỳ 2 mà còn đứng hạng nhì, không được hạng nhất, tới đó đừng có trách ba. Ba cho con đi ra đường ăn xin, biết chưa? Dạ, con sẽ cố gắng. Con đang bị phạt mà còn la em là sao? Nó học giỏi hơn con nhiều. Ở trong lớp nó xếp hạng thứ hai, mà từ dưới đến lên đó ba. Sao ba không phạt nó đi? Ba nói học giỏi chưa chắc gì đã thành công. Phải thông minh, nhanh nhẹn, giống như Khôi nè. Tại ba thấy anh ngu nên mới bắt anh học nhiều, để lớn lên không bị chết đói. Còn Khôi sau này làm giám đốc công ty của ba mẹ rồi đó. Đúng rồi, Khôi của ba là giỏi nhất. Ba dặn con bao nhiêu lần rồi, không được ăn hiếp em, mà sao tái phạm hoài vậy? Ba phạt con quỳ thêm ở đây cho tới 2 giờ. Ba ơi, thứ năm tuần sau mẹ xin phép cô cho con nghỉ 2 ngày. Mình đi ra lẹt hả ba? Đúng rồi. Anh xin phép cho thằng Bảo chứ anh? Nó vẫn ở nhà học bình thường em, cho nó chịu cái tội không chịu cố gắng học hành. Lòng em